Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấnaxe nhá. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái clip mà có lẽ các bạn nhìn tiêu đề cũng đã biết rồi, đó chính là mình sẽ kết hợp cho anh em giữa Groza và cái Scope X6. Và tất nhiên rồi, Scope X6 mình sẽ kéo xuống X3, bởi vì rất nhiều bạn nói rằng là khẩu Groza khi mà nắp thêm cái X6 mà kéo xuống X3 thì nó bắn rất là khó. Groza chỉ bắn được Red Dot thôi, còn ngoài ra thì không có bất cứ một cái scope nào có thể ổn định khi mà gắp Groza cả. Vậy thì hôm nay mình sẽ thử xem là anh em nói như vậy có đúng hay không nhá. Rồi, chưa gì đã có thanh niên cũng bay vào trong kim tự tháp giống mình rồi. Trận này mình lại rơi xứ xuống tầng 1 rồi, không biết là có sống được hay không đây. Ui, cho cái khẩu súng gì mà nó cùi bắp thế này. Rồi, sóc lọ thôi, toàn. Anh em ạ, chỉ cần một khẩu sóc lọ như thế là quá đủ rồi. Đây rồi, từ từ đã. Giờ này mà còn ở đây bắn à? Đi chết đi. Kim tự tháp là của Tuấn. Trời ơi. Năm này. Trốn ai? Không được. Lì anh em ạ, lì quá. Nào, ôi, đây có một khẩu ska luôn. Ui, quá trời đạn dược luôn. Thôi xong. Các bạn tắt điện rồi. Tắt nắng. Tôi muốn tắt nắng đi. Cho các bạn đừng chơi game nữa. Úi giời ơi. Nào, người tiếp theo. Lên cứu bạn nhanh, lên trả thù cho bạn nhanh. Đây rồi. Khá đủ con chuột chủ. Vậy mà tượt. Nào. Cứ từ từ. Cái thanh niên mình nốc ở đây hình như là chưa chết thì phải. Bình tĩnh đã anh em ạ. Có thể là bạn ấy đã cứu được cái thanh niên mình nốc ở ngoài rồi. Bây giờ chắc chắn là bạn ấy đã nhận được cái report là mình đang ở trên đây rồi. Cho nên là phải cẩn thận. Đổi hướng chuyển dấu cái nhẹ. Đi qua bên trái bắn. Xem có vớ được mạng nào không anh em nhá. Hình như thanh niên cũng chạy ra bên trái canh mình. Thế thì không có ngu gì bằng việc là công trái anh em ạ. Anh em nên nhớ nhá. Đừng có dại dột mà công trái. Công trái một là các bạn thủ. Hai là các bạn đứng ở đấy để lấy thông tin thôi. Chứ công trái là ngu người đấy. Nhìn đểu này, nhìn đểu. Thò ra, nhìn đểu thêm một lần nữa. Ô, ông kia không ai cứu kìa. Không cứu đồng đội này. Có hai tiếng chân anh em ạ. Từ. À, lạch cạch. Lại còn cố gắng cứu để làm cái gì? Giờ này em hứa để làm gì? Đã không còn lại gì. Oh shit. Ui, bắn gì ghê vậy? Holy shit man. Đây này. Chết đi, sao trâu vậy? Trời điệu, chả nhìn thấy cái quần que đi mà bắn nữa. Đâu ta? Ở đây. Úi giời ơi, 7 kill luôn. Thôi, vào bắn boss nào. Nhìn mãi mà ở dưới chân mình có, đang có một con Dacia. Thôi, có lẽ là mình sẽ nhảy xuống cầm Dacia đi và khua người với cái Groza X6 nhá. Ô, hình như có thanh niên đang chạy đầu cầu đúng không ta? Thôi xong rồi. Bạn chết với mình. Có thanh niên đang chạy đầu cầu anh em ạ. Hình như là thanh niên đi lẻ. Rồi bạn chết. Bạn không thể sống được. Bạn phải chết. Đâu rồi? Mình vừa thấy chạy lượn khượn ở đầu cầu mà. Có khi nào là con boss không ta? Mà con... Thôi kể cả boss cũng sơi anh em ạ. Boss cũng là một mạng chứ ít đâu. Chủ yếu bây giờ là... Mình sợ là con boss nó... À, đây rồi. À, lấy con buggy đi à. Úi giời. À, nghịch.
thanh niên thích nghịch anh em ạ. Nào nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa? À, lên đấy định bắn tôi à? À, nghĩ mình, ủa ôi bạn ơi, bạn lại nghĩ mình là con bot à? Ui rồi ôi, bot nào cầm ốp cho bạn thế? Nào, để mình hóa kiếp. Đây rồi, lại đi bắp ghi để mấy thanh niên ở trong trận này lại còn đi chậm đón bạn à, đâm cho một cái vào đít này đấy, lệch hướng này, sao lại nằm giữa đường giữa chợ thế này. Cái nồi gì đấy, em chỉ thấy cái nhà đẹp quá thì em vào em cam thôi mà làm gì bắn em ghê vậy, bắn mình đâu ta. Ây à, hung hãn thật sự anh em ạ. Tôi chỉ thấy cái nhà đẹp tôi vào tôi check xem là có người không, không thì tôi ở trong đây tôi thủ mà làm gì mà căng. Không ở trong nhà đấy à? Ở trong nhà đấy mà thấy bom là kiểu gì cũng lục cục rồi anh em ạ. Quái nhỉ, thế cái bạn ở đâu được ta? Để mình đáp vào cái buồng này. A đù, tôi nghe thấy tiếng chân anh em ơi. Tôi nghe thấy một tiếng chân. Viền nhà. Để tôi sẽ check cái viền nhà. Check cái viền nhà này. Không có luôn. Đù. Mất toi ba quả bom. Cày thế nhở. Để mình ra đây mình check thử xem nào. Nào. Mạnh mẽ lên nào. Mạnh lẽ lại nhảy ra. Tiếng chân này chắc chắn là tiếng chân nhảy ra rồi anh ạ. Ui té. Làm gì mà nóng. Đi ngang rồi. Ô, hình như đâm vào đây. Công lên đây. Hình như là bạn không công nhà mình rồi. Mẹ, như vậy là có thể nào là team của cái bạn mà mình đang bắn không nhở? Dễ lắm này. Nhòm cái gì đây? Bằng gạt bằng chết thì thôi. Rồi xong. Không gạt được là kiểu gì đồng đội bạn ấy cũng cứu cho mà coi. Nào chạy ra là mình bắn này. Chạy ra là mình sấy nhấp người ra này. Nào chạy ra cứu đồng đội đi. Một là chạy vòng chứ chạy ra đường này là chắc chắn chết. Con xe kê như thế kia khó đi lắm anh em. Đi là mình sấy cho một đường là chết liền à. Và chắc là bạn ấy không ngu gì, bạn ấy chạy ra đây cả. Chạy ra đây thì bị ngu quá. Mẹ bực thế nhở, làm sao để có thể gọi là bây giờ mình còn phải trái điều có địch thế này, khó chơi rồi, làm khó nhau rồi. Bây giờ làm sao để công được cái thanh niên ở bên nhà này nhở? Bên này hình như là có một có hai người đệt thầm nhò thế nhở. Ra đây. Cố tình đáp bom. Rồi xong nhá. Dạy tôi chơi à? Cô không dạy em chơi được, cô dạy em tập thể dục thôi. Biết bài tập thể dục chưa? Hít thở. Ra nhìn đồng đội chơi đi. Ngồi cứ thế nhồi bom, ghép. Tay lăm trái bom. Vừa rồi ông thần kia đã tay cầm bom mình đã bắn cho rồi. Giờ còn chưa sợ này. Đó, cho một trái flash ra. Ui. Trái flash lừa thôi anh em. Thế mà cuối cùng không ăn được. Rồi, bên này có một thanh niên bắn gì đấy. Bị thanh niên trên đồi cho ngay một viên ốp. Hơi bị căng thẳng đấy anh em ạ. Bò này. Dịch ra để gọi là lấy tầm nhìn anh em ạ. Nhưng mà không ngờ. Ui công. Cơ hội 10. Ui. Vãi nồi tí chết. Thanh niên không cứu bạn ra bắn mình luôn. Ui. Đấy là một quyết định người ta có thể nói là vô cùng nhạy cảm với một pha mà mình công ấy. Nói chung là chỉ cần nhìn thấy cái kiểu bắn của bạn ấy thôi là mình biết là bạn ấy biết chơi rồi. Tuy nhiên thì
tầm cỡ kỹ năng vũ trụ nó vẫn hơn phải không anh em? Kỹ năng vũ trụ nó phải hơn chứ. Ui cũng có ốp luôn. Đúng là trận những cái trận đấu mà chơi theo cái event đền này, event kim tự tháp ấy thì lúc nào cũng rất là nhiều ốp trong một trận đấu luôn. Ít nhất là nếu mà có 3 team nhảy ở 3 cái đền ấy là chúng ta đã có 3 khẩu ốp rồi. Cho nên ốp lúc nào cũng dư giả. Rồi trên đồi này còn một team vừa bắn ốp cái thanh niên ở nhà kho mà bị mình gạt nữa. Rồi mình nhìn thấy các bạn đây rồi. Mẹ cái cửa này nó còn bị. Đây đây kia. Mẹ cái cửa nó khắm thật sự anh em ạ. Cái góc này bắn ở lên trên đồi thì lại hơi kiểu bị ngu. Này thì à đủ. Này thì ui. Kéo tâm chán thế nhở? Để mình kéo lại cái tâm. Kéo lại cái tâm đó, vỡ đầu ngay. Nào. Úi giời ơi, đi đâu đây? Còn đồng đội bạn ấy nữa. Thò chân thò cẳng này, sợ chưa? Nào. Định chạy bo à? Không uống nước nữa luôn. Bắt thanh niên định chạy bo. Quăng sớm mốc để làm gì đây? Ngoài chạy bo ra thì còn làm cái gì nữa? Này, chỉ một quyết định sai lầm thôi là bạn đi bán muối với mình ngay đấy. Quăng sớm mốc mà không chạy tí nữa, hết sớm mốc thì chạy làm sao má? Má chạy đi. Ốp. Cầm bom. Mấy thanh niên này thích cầm bom thế anh em nhở? Trời ơi, G Goza cùng với cả X6 kéo xuống X3 đấy, phải nhấn mạnh là X6 kéo xuống X3, không mấy ông lại bảo là X6 kéo xuống X3 mà suốt ngày gáy X6 thì đúng là nó cờ sổ cốp 6 mà giờ có ai bắn sổ cốp 6 mà không kéo đâu anh em. Không kéo thì đến lúc chết thì lại bảo là mù hết cả mắt viewer đó, đúng không anh em? Cái gì mà nó lợi nhất thì mình chơi thôi. Như vậy là chỉ còn một thanh niên ở trên đồi thôi mà bo đến không biết là bạn đang đứng ở đâu. Nhưng mà bo lại độ cho mình rồi. Bạn ấy lại phải đi vào trong đây rồi. Mà chỉ cần bạn ấy đứng dậy thôi là bạn ấy toang ngay. Đi lên cao nhìn bạn cho dễ hơn này. Mở cánh cửa này. Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà. Thằn lằn chắc chắn đang thằn lằn ở đâu đó thôi anh em ạ. Không có đi đâu được hết trơn luôn. À đây rồi. Úi dồi ôi, nó rít. Gỡ ra kèm với cả X6 nó rít chuẩn thế anh em nhở. Chuẩn vãi. Chuẩn như lê duẩn luôn. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành cho anh em một trận đấu với khẩu súng gỡ ra. Nói chung đối với mình ấy thì gỡ ra này thì nó bắn được tất cả với các loại scope luôn. Nói chung là scope to thì mình ghim nó chắc chắn hơn một chút xíu thôi. Đấy, thì anh em còn thử thách nào nữa? Anh em có muốn mình sấy gỗ ra với cả X4 hay không? Hãy comment ở phía dưới. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo của Tuấn Xe. Bye bye.